Đây là cỏ thái. Cỏ thái hả? Ừ. Chị mặc hàng đi, lên bán cho ba đi. Cỏ thái nhập khẩu ở đâu? Cỏ thái nhập nhập khẩu bên Thái. Giới thiệu sản phẩm của ba mình. Đó, đúng rồi. Đây là khoáng cô gái. Khoáng cô gái nè, có cô nè. Còn đây là hộp. Cỏ thái. Hộp cỏ thái. Hạt bảy màu. Hạt bảy màu. Ăn vào chim sung. Ăn vào chim sung. Mà cái này cũng mềm nữa. Rất là cái nhiều màu. Cái bao mỏng giống dính linh thì à, bạn bạn đừng có lo. Đấy bạn. Mở nó chụp chị con. Cái bệnh đó. Đã lắm. Đây là cái này sản phẩm của anh. Của ba khách viên. Hân Tân Trang. Rồi, các bạn muốn nếu như muốn mua cái sản phẩm này thì gọi cho 0935 89099. Đúng rồi, giỏi. Đây. Đây cô đọc, gái nè. Đọc thành phần. Rồi, cảm ơn Trang nha. Mai mốt lớn dưới lên. Này này, dưới này nè. Mai mốt lớn lên rồi cái theo nghiệp ba nghe bảy câu vậy, ok bảy câu câu cá được không? Câu cá. Ok. Câu cá.